Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dung. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày 28 tháng 10 năm 2021. Clip này cũng như là một cái lời tâm sự, cũng như là một cái sự chia sẻ. Và tôi cũng chẳng biết chia sẻ hay là nói chuyện với các bác thế nào bây giờ, bởi vì thật sự rằng là có thể đây là công hay là đây là một cái nhận định hay là đây là một cái gì đó mà xã hội vẫn đang suy nghĩ như thế. Bởi vì câu chuyện về nội chính ấy, thì báo cáo với các bác rằng là luôn nóng với những người quan tâm đến tình hình đất nước, tình hình chính trị của Việt Nam. Ngày hôm qua thì vào lúc buổi trưa tôi có đi nhậu với cả là một anh bạn, hai người cũng đã tranh cãi rất là gay gắt. Tất nhiên là phần thắng thuộc về tôi, phần thắng thuộc về tôi. Nhưng mà tôi về tôi cũng chẳng thấy vui gì cả, bởi vì nó là một cái sự rất là chạnh lòng. Ở đâu đó còn rất nhiều người cũng đang suy nghĩ như là anh bạn tôi. Anh bạn tôi thì làm nhà nước và một chức vụ cũng thể nói rằng là không to nhưng cũng chẳng nhỏ. Nhưng so với độ tuổi của mình thì nó là phù hợp với anh ấy. Nói nôm na thì tôi xin phép là giữ kín cái câu chuyện này. Nhưng mà ở đây á, chúng ta có thể thấy rằng là nhiều người vẫn đang không nhận thức được cái sự nguy hiểm đến từ anh bạn hàng xóm lớn xác của chúng ta nó là như thế nào. Và tại sao Tổng Bí Thư lại dùng cái từ tồn vong của chế độ, tồn vong của Đảng? Nó không hề nặng nề một chút nào. Và đó cũng chính là cái câu chuyện mà khi mà tôi bắt đầu tranh luận với anh bạn, thì anh bạn có than phiền rằng là dạo này có quá nhiều người nói đến cái chuyện đó. Hình như rằng là Tổng Bí Thư hay là những người khác nói rằng là có một cái kiểu gì đấy nó nặng nề về cái việc này. Làm gì có cái chuyện tồn vong của chế độ, tồn vong của Đảng, mà cái xây dựng gọi chỉnh đốn Đảng đó như là cái điều gì đó mà họ cũng chưa cảm thấy một có sự niềm tin nào lắm. Với như anh bạn này thì tôi nghĩ rằng anh ấy không xấu, anh ấy không xấu, anh ấy cũng 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 gọi rằng là có một cái gì đấy cũng mất niềm tin nhưng cũng không xấu. Nhưng mà anh ấy chưa nhận thức rõ cái vấn đề liên quan đến việc là khi đã làm lãnh đạo, khi đã làm, tóm lại là từ phường trở lên thì đó là lãnh đạo rồi các bác ạ. Và họ không hiểu rằng là cái sự tồn vong của chế độ ở đây nó là như thế nào và mối hiểm nguy cận kề ra làm sao. Họ không nhận thức được những cái hành động, những cái của họ đang suy nghĩ nó ảnh hưởng thế nào đối với tương lai đất nước. Tôi chỉ nói nôm na như thế này. Khi mà tôi phân tích anh bạn rằng là Tổng Bí Thư nói cái sự tồn vong của chế độ là hoàn toàn đúng đắn. Đất nước chúng ta ấy, hàng ngàn năm lịch sử thì trải qua rất nhiều triều đại, trừ trừ cái triều đại liên quan tới mà nhà Tây Sơn đánh nhà Lê và nhà Nguyễn đánh triều Tây Sơn, thì có thể nói rằng là nội bộ của chúng ta là tự xử lẫn nhau, nói nôm na là như thế. Nhưng hầu hết các gọi là cái cuộc chiến tranh của chúng ta thì đều là chiến tranh để mà chống ngoại xâm. Có nghĩa rằng là chúng ta đã bị 1.000 năm lịch sử, chúng ta đã vùng lên chống lại ách đấu hộ từ phương Bắc. Các bác có thể tưởng tượng điều đó. Nghĩa rằng là chúng ta chỉ có đúng 2 lần duy nhất ở trong một cái thời kỳ rất ngắn là chúng ta có sự thay đổi chế độ, thay đổi những người quản lý bởi từ cái nội bộ mà lên. Nói thế thì nôm na các bác có thể hiểu rằng là cái hiểm họa từ phương Bắc nó lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà cái hiểm họa từ phương Bắc không bao giờ có thể ảnh hưởng tới đất nước chúng ta nếu như mà chúng ta không tự suy yếu. Đó là sự thật. Đó là nguyên nhân như bác như 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 bác Tổng Bí Thư đã nói là tham nhũng thì là cái hệ quả của tiêu cực, có tiêu cực thì mới có tham nhũng. Thì nếu mà chúng ta suy yếu từ trong nội bộ thì phương Bắc mới có cớ để mà xâm chiếm chúng ta, để mà tạo cái ách đấu hộ lên chúng ta bằng cách trực tiếp hay là gián tiếp. Ngày xưa thì có thể trực tiếp nhưng bây giờ trong thời kỳ mới thì họ có thể bằng cách gián tiếp, và đó là cái mối nguy, cái mối hiểm họa mà chúng ta phải thật sự là đề phòng. Tôi có phân tích cho anh bạn tôi thế này, thì không biết rằng là khi tôi chia sẻ với các bác và mọi người thì mọi người có suy nghĩ gì về cái điều đó hay không. Đây là clip thuần túy chia sẻ những cái nhận định, những cái góc nhìn của tôi, bởi vì chúng ta là một nước độc lập, hiện nay đang độc lập và có chủ quyền, nhưng tương lai thì chúng ta cũng phải chuẩn bị trước. Trong các viện chiến lược thì người ta sẽ giả định rất nhiều những cái tình huống, có thể các bác nói là phi thực tế, nhưng chúng ta phải lường trước những cái tình huống mà phải nói rằng là nó tiêu cực nhất, nó cay đắng nhất, để từ đó chúng ta có những cái giải pháp để mà chặn đứng nó.
Tóm lại giống như các bác nào kinh doanh ấy, thì các bác lường trước cái rủi ro lớn nhất. Thì khi cái rủi ro nó đến thì các bác có thể hoàn toàn có cách xử lý phù hợp và sẽ không bị động ở trong vấn đề này. Nhưng mà khi chúng ta không lường trước được các tình huống, các trường hợp xảy ra thì chúng ta sẽ bị động. Ở đây cũng vậy. Tình hình sắp tới rất căng thẳng và tại sao mà Tổng Bí Thư nói cái câu rằng là cái sự tồn vong của chế độ đó là thể hiện một cái tầm tầm vĩ đại, một cái tầm nhìn tuyệt vời của Tổng Bí Thư. Và ở đây ấy, nếu như ở phía bên dưới và thậm chí ở bên cấp cao nữa không nhìn nhận đúng cái mối hiểm nguy đó thì không biết thế nào. Bởi vì hiểm nguy đó đến từ trong nội bộ. Giống như là tiêu cực đó là tiền đề của tham nhũng. Tham nhũng chỉ là hệ quả của tiêu cực thôi. Thì ở đây ấy, chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta sẽ bị phương Bắc áp cái ách đô hộ trực tiếp và gián tiếp lên chúng ta, cũng chỉ là cái mà hệ quả rằng là chúng ta đã để mất từ trong nội bộ đi suy yếu. Tôi xin phân tích cho các bác thế này, tầm nhìn của việc Tổng Bí Thư rất tuyệt vời, tầm nhìn của Tổng Bí Thư phải nói rằng là cực kỳ. Chúng ta nhìn qua cái diễn biến của anh Tập Cận Bình, anh các bác có thể thấy rằng anh Tập Cận Bình có một chiến lược bài bản từ khi mà anh ta lên nắm quyền nha các bác. Anh chàng tập của chúng ta ấy, anh chàng tập từ phương Bắc đã có những chiến lược bài bản và cụ thể hóa từng cái mục tiêu trong từng cái giai đoạn. Khi anh ta bắt đầu lên thì bắt đầu rằng là chiến dịch một vành đai một con đường để từ đó áp được cái sự gọi rằng là cái sự là kiểm soát gián tiếp lên các quốc gia và rất nhiều nước châu Phi đã bị kiểm soát bởi cái điều này. Ngay cả cái đường sắt mang tên Triệu Voi của Lào vừa rồi thì với những cái phân tích của tôi năm cái điểm đó thì các bác có thể thấy rằng là họ đang dần dần từng bước áp cái kiểm soát lên phía của Lào. Campuchia thì rõ rồi. ASEAN rất nhiều nước cũng đang gọi rằng là lắng nghe những cái lời đề nghị từ bên phía của anh chàng tập. Thế rồi anh chàng tập làm cái đó để mục đích là gì? Mục đích là gì? Thì các bác nhìn thấy qua một cái động thái đối nội thì các bác sẽ thấy được mục đích rất rõ ràng. Đó là về mặt đối ngoại, họ để cái sự kiểm soát lên một số nước thành viên. Cái thứ hai nữa, về mặt đối nội của họ, thì họ bắt đầu một một cái chiến dịch nó gọi rằng là thịnh vượng chung. Thịnh vượng chung có nghĩa rằng là thịnh vượng chung nghĩa rằng là giảm cái sự gọi rằng là phân cấp về giàu nghèo, kéo giãn nó lại. Nói nôm na rằng là anh tập vào rằng là các tỷ phú là các anh giàu quá cho nên là phải nghèo nó xuống. Cái thứ hai nữa là các bác có thể thấy rằng là họ yêu cầu những ngôi sao, những ca sĩ phải duy nhất với cái tinh thần dân tộc, không được nói trái ý và có cái tinh thần dân tộc. Bất kỳ ai mà không có cái tinh thần dân tộc, ví dụ như là có hai quốc tịch hay rằng có ý kiến nọ kia thì hầu như là đều bị phong sát. Và đặc biệt họ giảm cái sức ảnh hưởng của những ngôi sao đó lên cái tầng lớp dân chúng. Thế thì về mặt đối nội họ có cái điều gì? Về mặt đối nội thì các bác có thể thấy rằng là cái tinh thần dân tộc của họ được cao lên. Mạnh Vãn Chu từ Canada trở về Trung Quốc mà được tiếp đón như một nguyên thủ quốc gia thì các bác có thể thấy rằng là họ coi Mạnh Vãn Chu như một biểu tượng của chiến thắng đối với phương Tây. Các bác tưởng tượng như thế. Có nghĩa rằng là họ đang kêu gọi người dân là theo ý ý của tập. Và các bác có thể thấy rằng là ngay cả trong giáo dục họ cũng loại bỏ tiếng Anh ra khỏi những môn học chính thức ở đó. Và các động thái khác để xoa dịu người dân, ví dụ như là từ chơi game là phải giảm thời lượng xuống rồi là nói kia, có nghĩa rằng là ông Tập đang cố lấy lòng của nhân dân và giảm cái sự ảnh hưởng của người giàu. Tại sao lại phải giảm cái sự ảnh hưởng của người giàu? Xin phân tích với các bác này. Người nghèo thì không có gì để mất nha, người trung lưu thì mất một tí xíu thôi, nhưng người giàu thì có quá nhiều thứ để mà mất. Cho nên khi có biến ấy, thì những người giàu này họ có đầy đủ cái phương tiện tài chính để họ có thể rằng là bảo đảm cái sự an toàn của họ trong bảo đảm sự an toàn của họ trong cái thời khắc có biến của quốc gia của dân tộc. Còn người nghèo thì họ đi đâu được đâu, đúng không? Đấy. Thế cho nên ấy, tất cả thứ về mặt đối ngoại và về mặt đối nội chúng ta có thể thấy rằng họ thúc đẩy tinh thần lên để làm cái gì? Để làm gì ạ? Để đưa Đài Loan trở về với đại lục, để đưa Đài Loan trở về với đại lục bằng cách này hay cách khác. Nếu như cái chiến dịch của họ ngon về mặt đối nội đối ngoại ngon thì họ có thể lấy Đài Loan bằng một cái cách nó gọi rằng là có nhiều phương án, ví dụ như là phương án tác động vào bầu cử
can thiệp vào bầu cử để đưa cái chính đảng mà họ hậu thuẫn đi lên, sau đó là một cái nó gọi rằng là trưng cầu dân ý rất nhanh, giống như Crimea của Nga đấy, Crimea mà đã thuộc về Nga đấy. Họ làm một quả trưng cầu dân ý rất nhanh, và sau đó rằng là Đài Loan lại thuộc về với đại lục, và họ có thể rằng là tác động với cả Hoa Kỳ, tác động với mọi người khác mà có được cái sự ủng hộ liên quan mặt tài chính, thì họ sẽ nhận thấy rằng là Đài Loan phải trao trả Đài Loan về và tước bỏ cái sự ủng hộ quốc tế đối với Đài Loan. Các bác có thể nhìn thấy điều rõ ràng. Ý là hai phương án đó là hai phương án chúng ta có thể gọi rằng là thượng sách và trung sách. Tuy nhiên hạ sách chính là cái việc mà họ sẽ xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Họ xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực trong một cuộc chiến có thể nói rằng là cuộc chiến một tuần. Bởi vì khi họ đã áp đặt một tuần đó thì 3 ngày họ đã xâm chiếm, và 4 ngày còn lại họ sẽ áp đặt cái chính quyền mới, chính quyền thân Bắc Kinh ở trên Đài Loan. Và từ đó làm sao ạ? Họ làm cái thân của Đài Loan đấy, thì khi đó tất cả mọi thứ đều đã rất là rõ ràng. Lúc này Hội đồng Bảo an hay là mọi người có họp đi chăng nữa, khi phát động tấn công thì chắc chắn đã họp nhanh trong 1 2 ngày, đang họp thì họ đã xâm chiếm được Đài Loan rồi. Và khi họp xong mà chuẩn bị ra được các biện pháp thì họ đã áp đặt được cái chế độ của họ, cái chính quyền của họ lên Đài Loan rồi. Lúc này Đài Loan chẳng khác gì với cả Hồng Kông và lại thuộc về đại lục. Cho nên cái thời gian là thời gian khoảng một tuần, tôi gọi là chiến thắng một tuần. Vậy thì cái tham vọng thống nhất Đài Loan với đại lục là một cái tham vọng rất lớn của ông Tập Cận Bình. Ông ấy muốn trở thành một cái người người quyền lực nhất ở trên thế giới này, đưa Trung Quốc gọi rằng là trở thành bá chủ hoàn cầu. Và ông ấy không thể nào làm được cái điều đó nếu như không mang Đài Loan trở về với đại lục. Đó là cái mà ông ta đang cố gắng, và ông ta muốn trở thành gọi rằng là hoàn thiện nốt tất cả những cái thứ mà còn dang dở từ ngày trước. Và đó là cái bước mà ông ta sẽ làm ở trong thời gian tới, mà tôi tin rằng các viện chiến lược cả Tây cả ta đều phân tích rằng là trong 10 năm tới ông ta sẽ bằng mọi cách để làm cái điều này. Thế thì chúng ta tính toán cái phương án nó gọi là hạ sách. Tại sao nó ảnh hưởng đến Việt Nam thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Tại sao lại ảnh hưởng đến Việt Nam nhé? Khi đầu tiên ấy đang nói về Đài Loan mà, thì tại sao lại ảnh hưởng đến Việt Nam, đúng không ạ? Nhưng thực ra lại rất ảnh hưởng, cực kỳ ảnh hưởng. Bởi vì báo cáo với các bác rằng là với Việt Nam thì ảnh hưởng ở mặt tiêu cực dù thấp hay là cao, nhưng ở đây là mức độ cực cao. Khi mà trong cái trường hợp nào đó thì bằng cách này hay cách kia, nếu như là thượng sách mà châu Âu người ta đồng ý hay là phương Tây đồng ý để Đài Loan về thì người Đài Loan đang phải chịu. Nhưng cái phương án này là cái xác suất nó rất thấp. Cái phương án thứ hai là liên quan đến bầu cử thì có thể thành công nhưng mà cũng bị phản đối từ rất phản đối quốc tế rất là nhiều, và họ sẽ được áp cái lệnh lên và trở thành cái điểm nóng. Bởi vì là dù không có vũ lực nhưng mà tất cả những biện pháp can thiệp thì phương Tây người ta cũng đều biết cả, và khi nó xảy ra rồi thì người ta sẽ phân tích và người ta sẽ có những cái biện pháp lên, chứ ngõ đâu có ngồi chơi, đúng không ạ? Nhưng với phương án hạ sách thì kể cả phương án trung sách, thượng sách hay hạ sách thì các bác có thể thấy rằng là trừ cái thượng sách ra là chúng ta đành phải chấp nhận. Nhưng với phương án trung sách và hạ sách là dùng vũ lực, thì khi họ áp đặt lên lên Đài Loan rồi thì để mà thiết lập, nghĩa là lúc đó kể cả bên phía phương Tây họ sẽ không ngồi yên và họ sẽ có những cái động thái, những lệnh cấm vận rồi nọ kia, rồi nó sẽ họp rồi là tước đoạt rồi vân vân vân, thì đó là cái biện pháp của phương Tây làm, bởi vì đó là cái điểm nóng, đó là cái điểm nóng, đúng không ạ? Mà Trung Quốc chắc chắn là không muốn cái điều đó xảy ra, chính vì thế họ sẽ phải áp đặt một cái điểm nóng khác để quên đi Đài Loan, để họ có thể làm thuận lợi trong quá trình rằng là thâu tóm cái quyền lực và áp đặt cái chế độ lên. Và chắc chắn là cái điều gì ở đây theo các bác, trên đời này với Trung Quốc chỉ có 2 cái điểm nóng dễ làm nhất, đó chính là Triều Tiên và 2 là Việt Nam. Trong cái quá trình mà họ áp đặt cái thiết chế của họ lên trên phía của Đài Loan thì kiểu gì họ sẽ tạo dựng một cái điểm nóng tại Việt Nam và Biển Đông, để từ đó cái sự thu hút của thế giới sẽ dồn sang bên phía của Việt Nam với Biển Đông, và cái việc này có lợi cho họ. Chắc chắn họ sẽ làm như thế, bởi vì rằng là chỉ có làm như thế này thì trong hai cái họ sẽ giữ lại được một, đó là Đài Loan. Họ sẽ ưu tiên giữ Đài Loan chứ không phải Việt Nam, vì Đài Loan dù sao nó cũng có cái cơ sở pháp lý hơn, đúng không ạ? Bởi vì là
ngày xưa Đài Loan cũng là một phần của Đại Lục Thật, và sau đó đã tưởng Giới Thạch mới chuyển sang đó và cố thủ. Và Đài Loan hiện nay ấy, người ta cũng không gọi là Đài Loan mà gọi là Đài Bắc, hay chúng ta gọi là Đài Bắc, hay là cũng không có chân ở trong Hội đồng Bảo an, và thậm chí nhiều nước vẫn coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc, ít nhất là họ dễ dàng thiết lập ở đó hơn. Nhưng còn đến Việt Nam, họ sẽ gây cái điểm nóng tại Việt Nam và Biển Đông, và từ đó chúng ta sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn, vô cùng lớn. Họ đâu có để yên đâu. Và nếu chúng ta suy yếu, chúng ta suy yếu từ đâu? Suy yếu từ trong nội bộ. Nội bộ thì chúng ta sẽ làm gì để làm cho cái điểm nóng? Ví dụ họ xua quân ra Biển Đông, các bạn tưởng tượng, họ xua quân ra Biển Đông và họ xâm chiếm những quần đảo của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm gì? Lúc đó nó sẽ thành một cái điểm nóng lớn, lợi ích liên quan đến nhiều người thì lập tức rằng là Mỹ, Hoa Kỳ hay tất cả mọi thứ sẽ xông vào. Nhưng mà chính yếu, ở nước xa thì không cứu được lửa gần, chúng ta ở ngay sát cạnh, ở ngay sát cạnh. Đó. Vậy thì ai sẽ chiến đấu cho Việt Nam? Ai sẽ chiến đấu cho chúng ta? Đó chính là câu hỏi mà tôi nói với cả là anh bạn của tôi đấy, anh bạn của tôi đấy. Lúc đó thì ai chiến đấu với chúng ta? Trả lời đi, trả lời đi. Khi các tướng lĩnh của chúng ta đang ngồi ăn uống phè phỡn với những gái đẹp, với những nọ kia, với những cái tiêu cực mà Tổng Bí thư đã chỉ ra rất rõ ở trong các hội nghị trung ương, thì tướng có phải là người là không ai biết đâu? Người dân người ta đều biết cả, sĩ quan người ta cũng biết, sĩ quan cấp dưới người ta cũng biết, và lính người ta cũng biết. Vậy thì người ta có chiến đấu cho ông không? Người ta có chiến đấu cho ông không ạ? Không chiến đấu cho ông. Và ngay cả quân đội cũng thế, quân đội cũng thế, cả nhiều binh chủng khác cũng vậy. Người ta có chiến đấu cho ông không khi sự việc có biến xảy ra? Chúng ta nên nhớ rằng là cái tinh thần là vô cùng quan trọng, cái niềm tin là tối thượng. Lúc này pháp luật hay thiết chế nó chả là cái gì cả. Chúng ta có thể thấy rằng là một quân đội tới 300.000 quân của Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn, tiền, bạc, vũ khí, trang bị tới tận răng, không thiếu thứ gì, hỗ trợ của không quân của Hoa Kỳ. Trong khi đó, cả 300.000 quân đó gần như là bị giải thể, tự giải thể khi mà Taliban bắt đầu phát động một chiến dịch. Và các bác có thể thấy rằng Taliban đi đến đâu là binh lính hạ vũ khí xuống đấy. Bởi vì họ không có cái động lực chiến đấu, họ không có cái lý tưởng chiến đấu, họ không có cái gì cả. Đó. Chính vì thế, họ bao giờ cũng đảm bảo cái an toàn cho cá nhân của ta là nhất. Cho nên chỉ vì một vài trăm đô thôi, họ sẵn sàng hạ vũ khí xuống và không thèm chiến đấu cho một cái gì đó nó kỳ lạ. Đúng không ạ? Đó là cái điều mà các bác có thể nhìn thấy rất rõ ở trong trường hợp Afghanistan. Và một cái quân đội chỉ có vài chục ngàn người, 6-70 ngàn người gì đó thì không nhớ kỹ, không hề có không quân, chỉ có súng gọi rằng là rất là tồi tệ, vài cái xe tải. Thế mà cuối cùng là chiến thắng được cả một cái đội quân 300.000 quân được trang bị tận răng, vũ khí, drone, không quân. Các bác thấy không? Cái tinh thần của nó có giá trị sức mạnh như thế nào? Chính vì thế quay ngược trở lại với chúng ta, lúc đó chúng ta hỏi rằng họ chiến đấu vì cái gì? Họ chiến đấu vì cái gì nếu như tướng lĩnh của họ không gương mẫu? Tướng lĩnh của họ lợi ích nhóm. Tướng lĩnh của họ chỉ có rình rình để bán đất. Tướng lĩnh của họ rình rình chỉ có mà bỏ buôn lậu để mà có được cái chút thêm của mình trong cái thời bình này. Vậy thì trong 10 năm tới, nếu như chúng ta không lấy lại cái niềm tin, lấy lại được cái niềm tin vào quân đội, vào đảng, thì ai sẽ lãnh đạo chúng ta? Và lúc đó đương nhiên rằng anh bạn hàng xóm sẽ nhân cái cơ hội đó mà thịt chúng ta, kể cả có thịt được hay là không. Thì xin thưa với các bác rằng chúng ta có ảnh hưởng vô cùng nặng nề về mặt kinh tế cũng như quân sự. Đó là cái điều mà tương lai Tổng Bí thư đã nhìn ra được cái điều đó. Cho nên tại sao Tổng Bí thư thanh lọc quân đội là nhiều như vậy, và tại sao lại công bố gần như cho ra đi toàn bộ cái bộ tư lệnh cảnh sát biển? Là vì thế đó các bác ạ. Để cho dân thấy, để cho binh lính thấy, chúng ta không cần những cái vị tướng, những cái người lãnh đạo mà thật sự không có tâm có tầm, chỉ có vun vén lợi ích cho mình, thì đó mới chính là cái thế lực phản động. Đó mới là cái thế lực làm hại đất nước, làm hại dân tộc, làm hại nhân dân. Và đó là những cái vết dao tự khoét vào chính bản thân mình. Cho nên tôi không hiểu rằng là những người lãnh đạo của chúng ta có bao giờ nhìn về tiền nhân để lại, đã nhìn về những vị tướng ngày xưa
như thế nào, quân đội ra sao mà có thể chiến thắng một đế chế hùng mạnh, bốn trong năm nước gọi rằng là mạnh nhất nước ở trong Hội đồng Bảo an. Chúng ta đã chiến thắng như thế, trong khi đó chúng ta không có gì trong tay cả, viện trợ tài trợ thì rất thấp so với cả Hoa Kỳ và so với đối thủ thì quái nào được, đúng không ạ? Thế nhưng chúng ta vẫn chiến thắng bởi vì chúng ta có tinh thần, chúng ta có lý tưởng, chúng ta có chiến tranh nhân dân. Cho nên chỉ cần rời xa nhân dân thôi là các anh chẳng còn gì hết. Và đó là cái hiểm nguy, đó là cái sự tồn vong của Đảng, của đất nước ở chỗ đó. Và đương nhiên rằng là khi anh Trung Quốc anh can thiệp như vậy vào thì rõ ràng là khi chúng ta trở thành điểm nóng để mà che mất cái điểm nóng Đài Loan, người ta cần một cái đám lửa to hơn để che đi cái đám lửa nhỏ hơn mà, bao giờ cũng thế. Thì lúc này ấy, có thể đất nước là vẫn còn và có một chính thể khác lên, nhưng cái sự tồn vong của đảng với sự can thiệp của bên phía của Trung Quốc, họ có thể lập một cái đảng phái nào lên, ví dụ như thế. Bởi vì nhân dân đâu còn tin gì nữa đâu, niềm tin của nhân dân quan trọng lắm. Thế nên ơi, các anh lãnh đạo ơi, các anh nhìn kỹ lại đi, các anh phải hiểu rõ cái tầm quan trọng của vấn đề, cái tầm quan trọng của tầm nhìn, để mà nhìn nhận rõ ràng là các anh đang làm gì để mất đi cái niềm tin của người dân, mất đi cái niềm tin của Bác Hồ, của mọi người, của các bậc lãnh đạo ưu tú ngày xưa. Ngày xưa họ đâu có cần rượu vang đâu, họ đâu có cần xì gà đâu, họ đâu có cần một cái gì đó đâu, họ yêu nước, đúng không ạ? Họ thương dân như con. Một người dân ngã xuống họ cũng rớt nước mắt đó. Lãnh đạo ngày xưa người ta như vậy đó. Thế còn các anh bây giờ, các anh bao giờ là tự vấn vào bản thân mình xem rằng là mình đã làm như thế để có tội với tiền nhân, với tổ tiên, với dân tộc chưa? Khi các anh đang uống một chai rượu đắt tiền, bên cạnh các anh là gái đẹp, cái đội doanh nhân sẽ luôn đi theo các anh để mà họ có thể kiếm trác được từ đó. Họ sẽ đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về cái mặt gọi rằng là nhục dục thể xác của các anh. Rượu chè gái gú, lợi ích nhóm, tiền tấn ở trong. Các anh có cái đó nhưng anh hại được cái gì? Đất nước này đâu cần những lãnh đạo như thế đâu. Tội với tổ tiên, tội với tiền nhân, tội với những người lãnh đạo, tội với những người mà đã tạo lập nên Đảng Cộng sản bây giờ. Những lãnh đạo ngày xưa tuyệt vời lắm, nhưng bây giờ người ta nhìn lại xem. Và cách hay nhất ấy, các anh ấy thử gặp những cựu chiến binh, các cựu chiến binh, những người đã vào sinh ra tử để có được đất nước ngày hôm nay. Các anh thử hỏi họ xem rằng là họ có biết không, họ có niềm tin không. Đó là sự thật, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để mà thấy rằng là nếu như mà không diệt trừ tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng. Không phải nhân dân lật đổ các anh đâu, mà nhân dân chỉ cần không chiến đấu vì các anh thôi. Nhân dân chỉ cần không không chiến đấu vì các anh là các anh đã tự sập rồi. Vì cho nên tôi hiểu rằng là mỗi lần nhìn bác Tổng Bí Thư có ba lần bác khóc, bác khóc khi phát biểu, đó là những lần công khai. Còn những cái lần ngậm ngùi trong cái lúc đêm về thì tôi hiểu được rằng cảm giác của Tổng Bí Thư bây giờ như thế nào nha. Chắc chắn các anh không bao giờ hiểu được cái cảm giác của một người mà lo cho cái vận mệnh của Đảng, của dân tộc này đâu. Và cái sự tồn vong của Đảng cũng đồng nghĩa với sự tồn vong của dân tộc. Nó gắn bó cộng sinh với nhau. Cho nên là mấy anh chị nào mà bảo giải thể chính đảng này là các anh chị đều là đồ phản động hết. Các anh chị đang tiếp tay cho hải ngoại, tiếp tay cho phương Bắc để mà thao túng chúng ta bằng cái mớ lý thuyết nó chỉ có trên giấy. Thế cho nên ấy, chúng ta chỉ cần loại bỏ những con sâu khỏi lòng dầu nồi canh ra để thấy rằng là đất nước của chúng ta không thiếu gì người tài, nhưng họ đang bị áp bức và bị che lại bởi những cái người mà đang lợi ích nhóm ngồi chễm chệ đầu họ kia. Tôi tin rằng người Việt Nam người tài không thiếu, chỉ cần các nhìn nhận đó đúng là người tài. Và người nào thật sự
yêu nước, yêu đảng, thương dân, thì đó là người tài. Họ sẽ làm được mọi thứ vì nhân dân, chứ không phải mọi thứ vì bản thân, nhóm hay là gia đình của họ đâu. Đôi điều tâm sự với các bác như vậy vào buổi sáng, thì các bác có thể có một cái chút, tôi có thể nhận định sai, nhận định chưa đúng và có thể tiêu cực quá, nhưng mà trưa nay các bác thông cảm với tôi một tẹo, và lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái trường hợp rủi ro xấu nhất xảy ra. Và nếu như chúng ta lường trước được những cái rủi ro như thế thì chúng ta sẽ có được cái phương án tốt nhất ở thời điểm này. Và đương nhiên là dường được cái rủi ro xấu nhất rồi, thì kể cả những rủi ro đỡ xấu hơn xảy ra thì chúng ta cũng có thêm cái sự tự tin ở trong tiếp tới. Tôi mong rằng công cuộc chống tham nhũng tiêu cực của Tổng Bí thư sẽ trong cái giai đoạn mới sẽ quyết liệt hơn nữa để mà thanh lọc hệ thống, có cơ chế để đưa người tài, phát hiện người tài và đưa người tài lên lãnh đạo đất nước, và người tài đó còn phải thêm có 2T nữa, đó là tâm và tầm, bên cạnh chữ tài, chứ không phải rằng là tình, tiền, tá lả như ai đó. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.